Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định Thế sự với bình luận gia Lý Đại Quyên. Cao Minh Hưng mến chào bình luận gia Lý Đại Quyên và mời ông gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào Cao Minh Hưng, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong những cái chương trình trước đây thì chúng tôi đã có dịp chia sẻ quý vị kể từ tháng 5 khi mà Trung Cộng đặt giàn khoan Hải Dương từ 981 đến năm hôm nay. Và đã có rất là nhiều cái cuộc biểu tình, những cái dư luận của thế giới cũng như trong Việt Nam và ở hải ngoại của chúng ta hiện nay. Và có quý vị nghe tin thì chúng ta cũng biết là gần đây thì Trung Cộng lại tiếp tục mang những cái giàn khoan mới vào Biển Đông. Thì theo ý kiến của bình luận gia Lý Đại Quyên, có lý do nào mà Trung Cộng vẫn tiếp tục coi thường cái dư luận như vậy thưa ông? Chúng ta biết rằng hiện tại Trung Cộng đã đem thêm 4 giàn khoan nữa. Không vào lãnh hải Việt Nam, không vào lãnh thổ Việt Nam, không vào khu đặc quyền kinh tế Việt Nam. Họ là bên ngoài, tức là trên cái quyền của họ ở trên bên Biển Đông đó, tức là bên ngoài Hoàng Sa, tức là bên cái tây của đảo tây, phía phía đông. Thế nhưng vấn đề đặt ra là họ làm như vậy thì bây giờ Hoa Kỳ cũng không biết họ có ý định gì, có thể là họ tràn xuống hay không, họ không tràn xuống, tức là họ làm cái gì, họ làm cho mọi cho gọi là dư luận quốc tế nó quen đi với cái việc họ đem nó giàn khoan xuống các nơi cho nó gọi là bình thường hóa vấn đề đó, nó không gây sốc cho người ta nữa. Chứ khi đem giàn khoan Hải Dương vào và khu có đặc quyền kinh tế Việt Nam thì nó gây có sốc lớn. Bây giờ gây sốc rồi đó, bây giờ nó làm cho cái vụ giàn khoan nó gọi là bình thường hóa đi, tức là đây chúng tôi làm ăn và làm ăn trên lãnh việc lãnh thổ của tôi chứ không phải là của anh cai, và như vậy nó làm cho giảm bớt cái dư luận của thế giới, nó tập trung vào cái giàn khoan 981 gì đó của Hải Dương. Hải Dương 981, thì vấn đề đặt ra bây giờ họ làm như vậy, họ cố tình làm như vậy để cho nó gọi là làm quen đi với dư luận. Họ tràn xuống 5, 6, 7, 8 giàn khoan, họ khoan ở cái vùng của họ và họ nói rằng đây là đặc quyền của chúng tôi, thì tất nhiên không ai nói gì cả. Nhưng mà vấn đề đặt ra nó làm cho quên cái vụ giàn khoan, nó đang là đi lần lần nó vẽ cái bản đồ hình nữa bò ở trong khu vực Việt Nam, ở Biển Đông. Đó là vấn đề đặt ra của Trung Cộng. Thì cũng ta cũng biết là gần đây thì Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, ông cũng ký một cái gọi là một cái hiệp định với lại Tổng thư ký về trọng tài của thế giới. Thì có thể mình có thể nói đây là một cái dấu hiệu tốt để Việt Nam chuẩn bị việc thưa Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế. Đúng vậy. Khi họ ký cái kèm kết với trọng tài quốc tế đó, thì nó chuẩn bị cho cái việc mà đưa cái vụ kiện mà Trung Cộng cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ra trọng tài quốc tế. Đây họ chuẩn bị một cái dư luận hay chuẩn bị bước đi tới của họ thôi. Đấy là Việt Nam làm như vậy. Nhưng mà theo ý kiến của bình gia Lý Đại Quyên thì cái vai trò của trọng tài quốc tế nó có quan trọng, những cái quyết định của họ có thể đặt một cái gì đó mà Trung Cộng phải nể sợ không thưa ông? Không nể sợ. Họ yêu cầu Trung Cộng ra trình bày, tức là anh không trình bày cũng mặc anh. Nhưng mà đem ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì Hội đồng của Liên Hợp Quốc thì Trung Cộng phải có đồng ý thì ra được. Còn riêng trọng tài thì việc đưa ra Hội đồng trọng tài thì không cần bên đối phương. Thì họ xét theo cái nguyên tắc là ở trên cái công ước về luật biển 1982 đó, họ xét công ước đó, họ đã quy định thế nào về hải phận, về thềm lục địa của các anh, về đặc quyền cơ thể, họ quyết định. Và theo những dẫn chứng lịch sử có được để mà xác nhận cái hòn đảo, quần đảo đó của ai, của ai. Thì họ thì khi mà ra như vậy, họ đem phán quyết thôi, họ không cần ai cả. Nhưng phán quyết đó không giá trị cưỡng hành. Tức là rồi anh thi cái thì hay sao, nhưng mà vấn đề đặt ra cô Việt Nam là để cho cái trọng tài quốc tế nó xác nhận cái chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Nó là một cái căn bản như vậy. Có thể Việt Nam coi cái chuyện mà Philippines thưa Trung Cộng đó cũng là một cái tấm gương để cho Việt Nam nói theo. Cái Philippines thưa đó, họ thưa vì đích thực lịch sử không có gì cả. Tức là những cái mà giữ kiện lịch sử không có, họ nói là vì căn bản của họ đặt ở trên cái công ước quốc tế mà 1982. Thế thôi, công ước quốc tế cho họ được quyền có
cái đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Đó, họ thưa trên cái đó. Thì Trung Cộng vì ở xa, anh không thể có đặc quyền đó được cả. Anh cách chúng tôi 400 hải lý, làm sao anh có cái đó được? Vì chúng tôi gần ngay ở sát đấy, đây chúng tôi có cái đó. Thì đó họ căn bản trên pháp lý họ phải thưa cái đó thôi. Đó là cái vấn đề của... Nhưng riêng Việt Nam đó, nó cả có cả cả cái lịch sử trong đó nữa. Cái chứng cứ lịch sử, cho nên Việt Nam thưa là rất quan trọng trong vấn đề đó. Yeah. Thì chúng ta biết là nói nhắc đến Trung Cộng thì có một cái vấn đề mà quý vị cũng nghe trên tin tức hiện nay là chúng ta nghe về cái chuyện nhu liệu mà bên công ty bên Đức họ tình cờ họ phát hiện ra trong cái máy điện thoại đó, người Trung Hoa họ Trung Quốc họ cài những cái dữ liệu trong đó, thì những cái software đó để người có thể lấy những cái dự kiện của những người xài. Thì theo chúng ta biết là những việc làm này là đối với Trung Cộng không, chúng ta không có lạ gì những cái sự tráo trở của họ đối với những cái chế độ cộng sản như vậy. Thì theo nhận định của ông thì đối với, và gần đây thì một cái vấn đề khác nữa là chúng ta biết là người dân Hồng Kông họ đã trên cái Internet là đã có hơn 500.000 chữ ký để đòi hỏi cái quyền dân chủ, mặc dù là Trung Cộng họ phủ nhận cái việc này, họ cho là một cái trò không có gì ảnh hưởng. Theo cái nhận định của ông thì những cái chuyển biến, những cái tình như vậy có ảnh hưởng không? Cái thưa? Việc mà Hồng Kông họ đòi dân chủ là rất quan trọng. Họ đòi như vậy mà Trung Cộng đã cam kết, nghĩa là khi mà thu hồi cái Hồng Kông đó, họ cam kết hai chế độ. Một quốc gia hai chế độ, thì anh phải tôn trọng cái lời cam kết của anh với người Anh. Khi người ta trao trả Hồng Kông thì anh đã cam kết rằng để cho hai chế độ lưỡng quốc, lưỡng chế nhất quốc, tức là hai chế độ một quốc gia, thì bây giờ anh phải tôn trọng. Cho nên vấn đề ở Hồng Kông là vấn đề mà gọi là cái gai nhọn ở trong tim của Trung Cộng. Họ có quyền lên tiếng và đòi dân chủ, và quan trọng họ là họ được phép làm như vậy. Và vì ở cái chế độ của Trung Cộng, của Hồng Kông, nó chế độ đặc biệt ở trong một cái quốc gia của Trung Cộng. Chính vì vậy họ có cái gì họ đòi, họ có quyền đòi như vậy để làm gì? Để cả dân Trung Hoa lục địa họ thấy là cái gương đó để họ đòi. Đó là cái vấn đề đặt ra, cái mà con dao sắc bén nhất để mà đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ, tự do ở trong nước Trung Hoa là Hồng Kông. Thì hy vọng là những người trong nước của Trung Quốc bây giờ Trung Cộng họ nhìn tấm gương của Hồng Kông như vậy, một cái quốc gia tuy nhỏ bé mà đã sống trong cái chế độ dân chủ như vậy trong một thời gian rất là dài, họ hưởng cái sự tự do dân chủ, thì đây là một cái đòi hỏi chính đáng, và những người dân trong nước Trung Cộng họ phải noi theo cái gương như vậy, không thưa? Đó cái là đúng nhất. Bởi vì Hồng Kông là một cái của mình nổi chậm về dân chủ ở trong nước Trung Hoa, bởi vì đó là vấn đề đặt ra là nó rất khéo léo. Bởi vì Hồng Kông họ quyền tự do, cái quyền tự do có sẵn rồi thì bây giờ cứ thực hiện thôi. Cho nên cái căn bản là người dân nó có quyền đó rồi, nó qua hàng trăm năm nó có như vậy rồi. Và quan trọng hơn hết ở Hồng Kông là cái tòa án của người Anh ấy, họ thiết lập lâu lắm rồi, thì họ những cái quyền của người dân được gì kiện cáo, và họ làm rất là, cho nên là vấn đề đặt ra ở Hồng Kông là một cái gương gọi là đấu tranh dân chủ mà trong nội tại, tức là cái sự diễn biến hòa bình ở trong nội tại của nước Trung Hoa. Đó là Hồng Kông. Còn chúng ta mà gọi là đòi hỏi, nhưng thế giới đòi hỏi bên trong nước dân chủ ở kia, thế giới đòi hỏi Trung Hoa áp dụng dân chủ, ngay bên ngoài không ăn thua cả, vì chính cái người dân Hồng Kông, chính người dân Trung Hoa ở Hồng Kông bây giờ họ là người Trung Hoa ở trong một cái chế độ mà bóp kín bóp hẹp. Bây giờ họ có cái quyền riêng đặc biệt của họ, và cái quyền đó họ không phải là tự họ anh cho họ, mà họ đã có từ lâu và là cái quán tính họ rồi. Bây giờ như vậy là cái Hồng Kông là cái mà rất nhức nhối nhất cho cái kỷ niệm Tiananmen. Bên Trung Cộng cấm tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ đó cả, chứ Tiananmen là ba chữ đó là không được nói tới. Nhưng mà riêng bên Hồng Kông thì người ta làm một cách rất là rầm rộ. Để làm gì vậy? Là đánh động vào cái ý thức của người dân Trung Hoa. Đó là cái vấn đề đặt ra của Hồng Kông. Thì chúng ta cũng hy vọng, thưa quý vị, là chúng ta thấy những cái sự chuyển biến như vậy trên tình hình thế giới. Và hiện nay thì cái thời đại của Internet, bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế giới thì chúng chỉ vài
giây đồng hồ thôi là cũng đã được truyền đến ở khắp nơi trên thế giới. Thì hy vọng như là những cái cuộc xuống đường của người dân ở chúng ta ở hải ngoại cũng như là khắp nơi, người Việt tị nạn chúng ta, người Việt quốc gia lúc nào cũng đứng lên để mà đòi hỏi cái sự tự do dân chủ, thì các bạn nghĩ rằng từng bước những người dân trong nước cũng thấy chúng ta một cái thế nào, một cái mô hình nào đó của người Hồng Kông, chúng ta được hưởng cái nền tự do dân chủ. Thì hy vọng những cái lần này, những cái làn sóng này cũng sẽ truyền đến Việt Nam, phải không thưa ông? Vâng, cái đó là việc chính xác. Bởi vì hiện tại cái Internet Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn. Về trong nước Việt Nam bây giờ có hàng mấy chục triệu người mà ta theo Internet, nhất là tuổi trẻ. Nhưng mà tuổi trẻ đang theo Internet, họ đang chơi chơi thôi. Nhưng mà vấn đề từng tí một, nó thành tin tức. Vì tất cả những việc làm của chúng ta ở ngoài ngoại hay ở trên thế giới, có việc gì xảy ra thì nó thành tin. Mà tin nó đưa vào trong nước thì những cái tin đó có thể nó ảnh hưởng rất chậm thôi, mà cuối cùng những vấn đề như nó gây một cái xúc động lớn, chẳng hạn như kéo cái giàn khoan vào đó, thì tự nhiên người dân họ thấy rằng có cái gì đây mà làm cho họ bị mất quyền lợi nhiều lắm. Cho nên vấn đề Internet quan trọng hơn hết. Bây giờ Hoa Kỳ đòi hỏi, thế giới đòi hỏi là tự do Internet là như vậy, mà trong nước họ đang cấm đoán, bây giờ cấm đoán không nổi nữa rồi thì họ phải chấp nhận. Cho nên là về họ những quyền dân chủ hay là nhân quyền đó, bây giờ tự nhiên cả thế giới họ xô đặt vấn đề như vậy, thì ở trên Internet nó thành một cái nguồn tin đưa ra và nó sẽ tác động đến tâm lý của người dân. Và đó là vấn đề đặt ra, là chính cái những cái đó nó làm nền móng cho việc thay đổi. Kính thưa quý vị, thì sau đây thì chúng tôi xin tạm dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình, và sau đó chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Nhận định thế sự phần 2 ngày hôm nay.